chào tất cả anh em đang xem channel Hoàng Thắng nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video cút cho anh em xem. Thì như mọi khi thì mình chỉ dùng thòng với loa thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ thêm một đồ nữa. Anh em sẽ làm cái gì không? Đó, mình sẽ dùng chiếc gương này để làm mồi bẫy anh em nha. Thì nếu mà qua video này anh em thấy thú vị hay, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Và đừng quên comment ý tưởng cho mình nha. Đây, khu này là tức là ở trong chỗ này nãy là mình đi qua đây. Khu này nó cũng rậm rậm này, thì qua đây thì nãy mình có kích loa lên ấy, thì thấy nó đáp lại, nhưng mà không đoán được hướng là nó ở chỗ nào, tại vì nó gáy thì mình cũng khó phát hiện lắm. Thì mình chỉ đứng xa xa thấy nó gáy thì quanh khu đấy, thì chỗ ngoại này nó quang hết rồi. Thì cái bãi này nó còn khoảng cỡ một xào chỗ này là nó rậm rậm này, thì thường thường là cút ấy nó rất hay ở trong những cái chỗ bãi rậm trống trống kiểu này. Đằng sau bên ngoài này, khu ngoài này thì nó lại là quang hết rồi, thì mình nghĩ là chắc chắn là nó sẽ ở đây, ở trong bên này. Thì mình sẽ đoán là nó ở đây, thì mình sẽ đoán hướng là mình sẽ từ nó sẽ từ đấy ấn lại đây, chắc trong này thôi, thì mình sẽ quay đây là nó sẽ lên đây. Tại vì mình sẽ quay qua cho anh em xem. Đấy, chỗ này nó rất rậm nhá, mình nghĩ là nó sẽ náu ở trong này rồi. Đấy, bên đằng kia thì nó sẽ quang rồi, sẽ không còn ở nữa. Đằng sau mình thì toàn là vải, cây vải thôi, và với lại nó rất quang. Đấy, bãi rất quang. Như này thì thực ra mình có đi qua nó động thì nó cũng sẽ chui vào cái khu bãi này. Đấy, mình sẽ đoán địa điểm đấy, và mình đây, tức là mình đằng sau mình sẽ là quang, là trước mình sẽ là bãi này, thì mình sẽ đoán hướng là nó sẽ lên đây, mình cứ kích nó sẽ lên đây. Đấy, mình sẽ tìm vị trí và mình nghĩ là chỗ này là mình sẽ đặt được. Đó, tại vì nó sẽ lên từ đằng này lên nhá, từ đằng này lên đây thì nó sẽ gọi, nó sẽ ở đây, và mình sẽ để loa ở đây. Đó, và mình sẽ làm chỗ này để đánh. Bye.